Ê chê, và khó tin, đó chính xác là những gì mà các Liverpoolian đang cảm nhận vào lúc này sau khi nhìn cách mà những cái bóng áo đỏ đang thể hiện tại Anfield. Tưởng chừng như thắng lợi thuyết phục trước Rasenballsport Leipzig tại Champions League chính là bước chạy đà để The Cop có thể tìm được bản ngã của một nhà đương kim vô địch Premier League. Thế nhưng không, quá nhiều điều đáng buồn đã cùng kéo nhau đến sau trận derby vùng Merseyside. Khi tiếng còi mãn cuộc được trọng tài Chris Cavanagh cất lên, đó cũng là lúc mà tâm trí của nhiều người thể hiện một điều: Liverpool coi như trở thành cửa vườn. Thật vậy, cho dù là những Liverpoolian lạc quan nhất cũng khó lòng tin đội bóng con cưng có thể lật ngược thế cờ trước Manchester City khi mà khoảng cách giờ đây giữa đôi bên đã lên tới 2 chữ số. Liverpool thi đấu thật tệ hại, họ phải xứng đáng những gì mình phải nhận. Họ không thể cứ mãi lấy lý do tại Van Dijk không thể thi đấu. Nói đến điều này khiến cho tôi phát bệnh. Hàng công cũng là một vấn đề lớn, qua hàng thủ thì vẫn tệ hại như vậy. Tôi biết Liverpool là một đội vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả khi bạn chẳng thế nào tạo ra được cơ hội. Phát biểu sau trận đấu, huyền thoại đội bóng Jamie Carragher bày tỏ sự thất vọng và bức xúc của mình về những gì mà thế hệ đàn em đã thể hiện trước đội bóng cùng thành phố. Và đúng như Carragher đã nói, chẳng phải chỉ hàng thủ mà hàng công của Liverpool cũng thể hiện một bộ mặt quá bạc nhược trước Everton. 15 cú dứt điểm so với 9 của đối phương, 6 pha ra chân đi trúng khung thành, kiểm soát bóng 71,4%. Đó là những gì mà đội bóng áo đỏ làm được. Ở trên phương diện thống kê, có vẻ như đây là một trận đấu mà các học trò của Jurgen Klopp thua về các khoảnh khắc nhiều hơn là thế trận. Vậy nhưng sự thật thì không phải vậy. Everton đã phòng ngự một cách kiên cường, dù cũng là 6 cú sút trúng khung thành đấy. Nhưng cú dứt điểm từ góc hẹp của Sadio Mane ở phút thứ 9, hai cú đánh đầu của chính anh ở phút 46, hai cú ra chân hoàn toàn vô lực của Firmino ở phút 55, chúng hoàn toàn chẳng có một chút cơ hội nào để biến thành bàn thắng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thực tế, những cơ hội thực sự ngon ăn của Liverpool ở trận này là không nhiều. Nếu bây giờ các Liverpoolian nhận được câu hỏi, họ đang cảm thấy nhớ ai nhất, thì chắc chắn không ai ngoài hai cái tên Virgil van Dijk và Diogo Jota. Van Dijk thì chẳng cần phải nói, nhưng thực sự Liverpool đang rất cần Diogo Jota vào lúc này. Tam tấu Mane, Firmino, Salah từng là cội nguồn sức mạnh của lữ đoàn đỏ. Họ đã cùng nhau mang tới thứ bóng đá đẳng cấp đến tột cùng trong suốt 3 năm liền. Thế nhưng vào lúc này, dường như mọi thứ đang bước vào giai đoạn thoái trào. 90 phút trước Everton, chúng ta không thấy được sự sắc bén của họ. Và chuyện này đâu phải là chuyện mới xảy ra, mà trước đó chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện Firmino không ghi bàn trong suốt một thời gian, và Salah cũng đã trải qua một khoảng thời gian bị quá tải và hạn hán bàn thắng. Mane có vẻ là người ít phải nhận chỉ trích nhất. Tuy nhiên, ở trận derby Merseyside, Mane cũng hoàn toàn vô hại trước hàng thủ kiên cường của The Toffees. Bên cạnh câu chuyện về hàng công, đó luôn là vấn đề muôn thuở mang tên phòng ngự. Đã rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, chúng ta thấy giới chuyên gia nhắc về việc Liverpool cần phải mang về gấp một trung vệ đẳng cấp. Ozan Kabak có vẻ là một cái tên đầy hứa hẹn, thế nhưng rõ ràng nếu chỉ đơn giản là cần một trung vệ trẻ tài năng, Liverpool có thể dùng luôn những phương án có sẵn trong đội như Nathaniel Phillips, Calvert Williams trong đội hình. Trên các mặt báo, Jurgen Klopp liên tục khẳng định Ozan Kabak là một cầu thủ có tài. Có thể điều đó đúng, nhưng bây giờ cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn chẳng phải là cái tên có thể cứu rỗi hàng thủ Liverpool. Anh chính là người đã không thể truy cản Richarlison trong tình huống mà cầu thủ người Brazil mở tỷ số. Tất nhiên, không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Ozan Kabak. Đó cũng không được tính là một sai lầm cá nhân trực tiếp dẫn tới bàn thua. Thế nhưng, nếu như trong tình huống người theo kèm Richarlison là Kalidou Koulibaly chẳng hạn, cái tên là Jurgen Klopp rất muốn đội bóng mang về vào mùa đông, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thế nhưng dĩ nhiên, bóng đá thì không bao giờ có nếu, và ai cũng thấy Jordan Henderson từ chỗ là trụ cột nơi tuyến giữa bỗng chốc phải đóng đinh vị trí của mình ở tuyến 3. Cần phải dành những lời khen cho thủ quân Liverpool về khả năng thích nghi ở vị trí mới, nhưng khi mà trung vệ đáng tin cậy nhất mà một đội bóng có thể sử dụng lại là một tiền vệ, rõ ràng một thứ đang ở mức báo động. Đáng buồn hơn, giờ thì ngay cả trung vệ bất đắc dĩ này Jurgen Klopp cũng chẳng thể sử dụng nữa. Một pha va chạm mạnh đã khiến cho tiền vệ 30 tuổi tỏ ra khá đau đớn rồi phải rời sân sau đó. Hendo cảm thấy không ổn ở vùng háng. Đến lúc này tôi vẫn chưa có thông tin chính xác nhất, tất cả sẽ được làm rõ sau. Bộ phận y tế chưa đưa ra kết luận chắc chắn nào vào thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ phải chờ kết quả kiểm tra tổng quát. Jurgen Klopp đã chia sẻ với cánh phóng viên khi được hỏi về tình hình của Jordan Henderson, và chắc chắn là lúc này ông đang thầm cầu nguyện Hendo sẽ không vắng mặt quá lâu. Chờ đợi Liverpool phía trước sẽ là những thử thách đầy khó chịu. Trong trận đấu đầu tiên của tháng 3, các vị khách mà The Cop phải tiếp đón là Chelsea, mang thứ hung lương về, và Leipzig cũng đến đó sau khoảng hơn 2 tuần. Giữa tháng 3,
chẳng thua Mullen khắc nghiệt, sẽ bắt đầu về chuyến hành quân tới Molineux của Wolverhampton. Sau đó, họ sẽ phải đến làm khách đến Emirates của Arsenal. Đối đầu Aston Villa lúc này cũng chẳng dễ dàng gì. Và đến giữa tháng 4, Liverpool sẽ có màn tái chiến với tân binh Leeds United, những người từng gây cho họ rất nhiều khó khăn trong ngày ra quân của chiến dịch năm nay. Liverpool đang gặp vấn đề với hàng công, hàng thủ và cả tuyến giữa. Khác biệt lớn nhất nơi hàng tiền vệ của Liverpool trong mùa giải năm nay so với trước đó, đó là việc họ không đá với ba cầu thủ cơ bắp nữa, mà thay vào đó là ba mảnh ghép mang tới chất mềm mại như Thiago Alcantara. Xong, chỉ đến lúc này, khi mà những hiệu quả Thiago mang tới là chưa thực sự rõ ràng, thì yếu điểm về khả năng hỗ trợ phòng ngự của cựu tiền vệ Bayern là điều mà ai cũng thấy. Sau 12 lần ra sân tại Premier League mùa này, Thiago tung ra 29 pha tắc bóng, nhưng 27 lần trong số đó trở thành những pha phạm lỗi. Điều này đưa chúng ta đến một kết luận: Thiago chẳng phải là một cầu thủ có tư duy phòng ngự tốt. Jurgen Klopp từng bảo mọi thứ ở Liverpool không hề giống với Bayern Munich khi nói về cầu học trò mới. Và cho đến lúc này, những lời Klopp nói quả thật đúng, nhưng hiển nhiên nó chẳng đem lại niềm vui cho các fan. Nhưng quan trọng hơn cả, đấy là việc lúc này tinh thần của lữ đoàn đỏ đã sa sút quá nhiều. Chắc chắn là như vậy sau những kết quả đáng thất vọng liên tiếp. Everton không phải là một đội bóng chất lượng như Liverpool, thế nhưng vào lúc này chúng tôi lại đang có một tinh thần chiến đấu ngoan cường. Các cầu thủ luôn giữ vững niềm tin rằng cả đội bóng đều đang tiến bộ. Carlo Ancelotti sau trận đấu đã chỉ ra rằng chìa khóa giúp Everton chiến thắng tại Anfield đó chính là tinh thần thi đấu quả cảm. Và thật, nhìn vào những gì đã xảy ra, thật khó để nói rằng các học trò của Jurgen Klopp sở hữu khát khao chiến thắng lớn hơn những người đồng nghiệp bên kia thành phố. Trước giờ bóng lăn một ngày, khi mà Carlo Ancelotti nói rằng Everton hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước The Kop, hẳn nhiều người cho rằng chắc là huấn luyện viên người Ý đang nói đùa. Nhưng giờ đây, Liverpool đang cho thấy mình là một tập thể dễ bị tổn thương, đánh mất bản lĩnh và có thể đánh rơi bất kỳ điểm số trước bất kỳ đội bóng nào. Ngay lúc này đây, họ cần phải ngay lập tức trở lại. Chưa bao giờ trong kỷ nguyên Jurgen Klopp, Liverpool lại rệu rã và bể rạc như thế này. Giờ là lúc mà Klopp cần tung ra mọi bài vở có thể để vực dậy cả đội bóng. Everton, Aston Villa, West Ham, đối thủ cạnh tranh đều đang vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Và nếu như Liverpool không lập tức chuyển mình, đừng nói là lọt vào top 4, mà e rằng kịch bản của nhà vô địch Champions League mùa giải 2018-2019 phải xuống chơi tại Europa League cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.